Xin kính chào toàn thể các thầy cô và các bạn. Chúng ta cùng đến với video thứ hai trong loạt video hướng dẫn sử dụng Google Meet trong dạy học online của thầy giáo Bùi Duy Phương. Trong video ngày hôm nay thì thầy Phương xin giới thiệu với các thầy cô một nội dung mà các thầy cô rất là quan tâm: làm thế nào để có thể điểm danh được học sinh khi dạy học bằng Google Meet. So với tất cả các phần mềm Team, Zoom thì Google Meet là phần mềm có chức năng điểm danh tuyệt vời nhất và dễ dàng nhất chúng ta có thể làm được. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi video thú vị này. Trước hết thì để có thể điểm danh được thì các thầy cô cần một cái công cụ, một cái extension để điểm danh chúng ta phải cài thêm vào bên trong cái Google Meet của chúng ta. Thì các thầy cô sẽ làm như sau. Mình sẽ mở một cái trình duyệt Internet lên. Các thầy cô sẽ vào đây và gõ là Google Chrome Web Store. Thì nó sẽ ra đến một cái trang cửa hàng trực tuyến của Google. Các thầy cô chỉ cần bấm vào đây. Và sau đó thì mình sẽ tìm kiếm một cái extension có tên là Meet. Attendance, Miss Attendance, các thầy cô bấm gõ nha. Nó sẽ ra cái một cái extension có hình biểu tượng quả táo và một con dấu tích ở đây. Thì các thầy cô sẽ cài đặt nó vào bằng cách bấm vào là thêm vào Chrome. Đấy, nó hiện như này, các thầy cô chỉ cần bấm vào thêm tiện ích. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái biểu tượng quả táo nó được thêm vào đây. Tuy nhiên là các thầy cô thấy rằng là nếu như mình vừa cài cái này vào thì các thầy cô thấy rằng là biểu tượng quả táo này, hình này nó không sáng đúng không? Mà chúng ta phải mở Google Meet lên, thì chúng ta vào Google Meet thì cái biểu tượng này nó sẽ sáng lên. Khi các thầy cô đã cài đặt thành công cái ứng dụng này vào bên trong Google Chrome và chúng ta mở Meet lên để dạy học thì các thầy cô sẽ thấy rằng là cái biểu tượng quả táo này nó đã đỏ sáng lên rồi đúng không? Và ở đây mình sẽ thấy một cái biểu tượng là hình của cái con dấu tích này. Và có số 3 thì như vậy đây, trong phòng học này có 3 người, nó đếm cho mình trong 3 người rồi này. Chúng ta rơi chuột đến đây thì các thầy cô có thấy rằng là nếu như tôi bấm vào đây thì nó sẽ đếm cái số người tham dự họp và nó sẽ tạo được một cái sheet mới mang tên là ngày tháng của cái lúc mà tôi bấm đấy. Còn nếu bấm vào đây thì nó sẽ tạo ra một cái sheet mà chứa toàn bộ những cái người đang tham gia cuộc họp của chúng ta, và nó link vào bên trong cái sheet attendance. Ví dụ như mình chọn cái này và mình bấm vào đây. Đấy, thì các thầy cô thấy rằng là ở cái thời điểm mà mình vừa bật là đi 5 giờ 49, 4 giờ 49, 5 giờ 49 phút đúng không? Thì đây ạ, đã có 3 người tham gia là những người này, được chưa? Bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái điện thoại nữa và mình sẽ cho thêm một bạn nữa, học sinh nữa tham gia để cho phần mềm nó đếm nhá. Đấy, bạn bấm vào tham gia cuộc họp. Thì đã thêm một người nữa gia nhập cuộc họp này. Đấy, mọi người thấy nó chưa đếm không ạ? Nó chưa đếm thêm này. Chúng ta bật cái này này. Hoặc là chúng ta bật lên. Vậy thì nó sẽ đếm thêm được một người nữa. Vậy khi mà chúng ta muốn mà phần mềm này nó khởi động lại việc đếm ấy, thì các thầy cô bật lại đây. Và chúng ta bật lên thì nó sẽ đếm lại. Nó sẽ đếm lại cái số người tham gia vào phòng học lúc đó. Đấy, như vậy bây giờ số người tham gia phòng học lúc này đang là 4 người đúng không? Bây giờ nó có 4 người. Chúng ta bấm vào, ví dụ ta bấm vào đây và bấm vào đây. Thì lúc này các thầy cô thấy rằng là nó sẽ đếm cái thời điểm đếm này. Nó có thể đếm lúc thầy cô bấm vào một lần có thể nó chưa hiện đâu, nhưng mà chúng ta bấm vào 1 2 lần thì nó sẽ hiển thị cái thời điểm này là lúc mấy giờ, thì có bao nhiêu người ở trong phòng học, và chúng ta sẽ hoàn toàn có thể đếm được là học số học sinh ở trong lớp học có bao nhiêu bạn đăng nhập vào thì nó sẽ hiển thị ở đây. Vậy thì đây là cái chức năng mà chúng ta sẽ sử dụng công cụ ở Google Meet để chúng ta điểm danh học sinh. Thì với cách này các thầy cô có thể dễ dàng nhanh chóng thống kê được những người mà có mặt ở trong lớp học của chúng ta vào một cái thời điểm bất kỳ. Lúc nào các thầy cô muốn thống kê thì các thầy cô sẽ bật tắt cái này lên để đếm cho nó tự đếm lại. Sau đó thì mình sẽ click vào đây. Và lúc đấy thì phần mềm nó sẽ đếm, nó sẽ hiển thị cái thời gian mà nó đếm ở đây là lúc mấy giờ đếm, thì ra kết quả bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị ở đây. Có thể rằng là cái phần mềm này nó sẽ xử lý dữ liệu hơi chậm một chút đấy. Bây giờ chúng ta bấm thì nhưng mà có thể là một vài phút sau thì chốc nữa nó mới tổng hợp. Chúng ta cứ bấm ta để đấy thôi. Xong sau đó các thầy cô lại vào dạy. Thì một lát sau khi mà các thầy cô quay vào đây, chúng ta refresh lên
Hoặc là chúng ta mở lại vào cái đó thì nó sẽ hiển thị vào cái thời điểm mới để nó cập nhật thêm dữ liệu vào bên trong này cho chúng ta. Đấy, vậy thì ngày hôm nay thì Phương giới thiệu một cái ứng dụng của Google Meet với chức năng điểm danh. Các thầy cô có thể cài thử và chúng ta vận dụng thử trong việc là điểm danh học sinh của mình. Nếu các thầy cô thấy video này có ích cho các thầy cô thì hãy dành cho thầy Phương một nút like. Nếu thầy cô nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ bấm vào đăng ký kênh và bấm vào nút hình quả chuông để mỗi lần thầy Phương ra video mới thì Phương sẽ gửi cho thầy cô đầu tiên. Và mọi người hãy chia sẻ nó lên trên các mạng xã hội để cho các đồng nghiệp của chúng ta có thể học tập được. Xin chân thành cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại ở những video thú vị tiếp theo.